nằm bên dòng kênh Long Xuyên, núi Sập thuộc phường Mỹ Hòa ven thành phố Long Xuyên. Làng nghề lưỡi câu Mỹ Hòa được biết đến không chỉ tại tỉnh An Giang mà còn cả vùng đồng bằng sông Cửu Long. Với sản phẩm lưỡi câu đủ loại có mặt tại nhiều nơi trên cả nước. Sản phẩm lưỡi câu Mỹ Hòa rất đa dạng với khoảng 40 loại, đủ mọi kích cỡ và chủng loại, như lưỡi câu đúc, câu phược, câu kiều, câu phi. Còn theo tính năng, có loại dùng để câu tôm, câu rắn, câu ếch, đáp ứng nhu cầu phong phú của nghề câu. Mỗi một cái mẫu mã vậy là nó thích hợp để cho người ta dân một cái loại cá khác nhau. Cái lưỡi câu nó vuông thế này nè, làm để dân cá ở dưới sông, sông lớn, như là cá ngát lưỡi sông. Còn mấy cái mẫu này nữa, cái mẫu này là để người ta cắm ếch. Nó nhiều, còn rất là nhiều mẫu nữa, nhưng mà nó đại khái là vậy. Rồi cái lưỡi câu mà nó nhỏ xíu như thế này nè. Cái lưỡi câu nó nhỏ vậy nè, để người ta dân luồng á, dân cá sát, cá chèn rồi. Có tuổi đời trên dưới 50 năm, làng nghề lưỡi câu Mỹ Hòa đã đem lại cho người dân nơi đây một công việc bán thời vụ ổn định. Hàng năm, khi chuẩn bị vào mùa nước nổi, vào khoảng tháng 7, tháng 8 âm lịch, xóm làng Mỹ Hòa lại sôi động để sản xuất kịp đơn hàng. Để làm ra những chiếc lưỡi câu bé như thế này, đòi hỏi người thợ phải tỉ mẩn trong từng công đoạn. Mỗi hộ tại Mỹ Hòa sẽ nhận làm một công đoạn khác nhau để tăng năng suất. Hầu hết công việc hiện nay đã được máy móc hỗ trợ. Song việc chỉnh lưỡi câu bằng đe vẫn đòi hỏi người thợ làm thủ công. Cái này nó có nhiều loại khuôn, ví dụ cái này mình uống cái lưỡi câu để cắm ếch, mình uống ra cái mẫu này nè, cắm ếch. Còn cái mẫu câu này, câu nhỏ, mình uống câu nhỏ nhỏ, mình uống để cho người ta dân cá chốt, cá chàng nữa. Còn cái loại này nó lớn hơn, uống cái lưỡi lớn hơn, uống hòa long. Cái giọng tròn tròn này nè, mà nó lớn hơn này nữa, để cắm cá lóc. Còn cái này nó cũng giống như cái mẫu này mà nó người ta xài để cắm cá. Những chiếc móc câu Mỹ Hòa được hình thành từ những cuộn dây inox như thế này. Ngày xưa thì xài cái loại bằng thép này nè, thép xanh. Là cái dây đổi người ta kéo tàu rồi kéo xà lan nữa. Cái giờ mình tháo ra mình lấy cái sợi nhỏ này mình làm uống. Còn bây giờ làm cái loại này nó quá nhiều công đi. Cho nên là mình mới chuyển qua cái loại inox này. Inox này thì mình mua inox cuồng về mình kéo ra mình làm thẳng. Nó nhẹ công hơn. Mà cái độ cứng nó cũng vậy. Cứng mình chọn cái loại thép inox nó cứng làm uống lưỡi câu được. Trên thị trường nó có một cái loại inox nữa mà nó mềm để mấy người sản xuất như tủ bàn ghế rồi đó, mình không làm câu được. Từng cuộn dây inox được đưa qua máy kéo cho thẳng. Quá trình này đồng thời làm giảm độ dày cho đúng với kích thước của người đặt, tăng độ cứng và độ bóng cho sợi dây. Đó là bột trơn. Có cái đó máy kéo nó nổi, còn không có thì nó nứt. Đầu tiên đó là dây nó mềm xèo à, rồi người ta hạ từ từ,
càng nhỏ chừng nào là càng cứng chừng nấy. Thí dụ dây dây mà nó mềm đó là 1 ly 2 hạ xuống còn 1 ly là người ta vừa xài. Còn nếu mà hạ nữa là cứng khó mần chứ không gì. Nó càng nhỏ chừng nào nó càng bóng hơn. Dây mà tới nước nó là nó trắng và nó bóng, nó cứng. Sau khi đã kéo thẳng, dây được người thợ đưa vào máy để cắt thành từng đoạn ngắn. Người ta đem lại cái cuộn dây rồi mình làm để lên máy mình chỉnh cho nó ngay rồi bắt đầu mình vuốt cho thẳng. Thẳng rồi mới đem qua bên máy bên đây là chặt phân đoạn. Tại vì nó có kích thước ở trong đó đó. Rồi chỉnh cho đúng cái mẫu mã người ta rồi mình bắt đầu mình chặt. Chặt cho nó bằng nhau là lưỡi câu nó mới đều. Nó mới đẹp thôi. Còn nếu mà không bằng là cứ câu nó không có đẹp. Nó sẽ bị cục dài.